một khu du lịch sinh thái biển non trẻ đã đi vào hoạt động hơn 6 năm, nhưng thật sự đã làm thay đổi bộ mặt du lịch Thanh Hóa, góp phần tạo nên một địa chỉ du lịch mới, du lịch sinh thái biển Hải Tiến Hoàng Hóa, nơi dừng chân lý tưởng của mọi du khách. Biển Hải Tiến đang dần lớn mạnh nhờ tầm nhìn sáng suốt và sự mời gọi đầu tư khéo léo của các cấp chính quyền huyện Hoàng Hóa. Trước đây, khi bắt đầu đi vào xây dựng và khai thác, biển Hải Tiến chỉ có hơn 2.000 phòng nghỉ, thì đến ngày hôm nay đã có hơn 5.000 phòng nghỉ cao cấp. Các nhà hàng, khách sạn, villa, resort, khu vui chơi giải trí trong nhà, ngoài trời được đầu tư xây dựng nhiều hơn. Bãi biển, khách sạn khang trang sạch sẽ hơn, sẵn sàng chào đón du khách mùa hè 2019. Trước đây, biển Hải Tiến là vùng biển hoang sơ, chỉ là nơi neo đậu tàu thuyền đánh bắt cá. Nhờ sự nhạy bén của các cấp chính quyền huyện Hoàng Hóa mà nơi đây đã trở thành một khu du lịch hấp dẫn. Năm nay, đến với Hải Tiến, ngoài việc đi tắm biển, các bạn sẽ được tham gia những chuyến du thuyền trên biển. Hơn một năm đầu tư xây dựng bến tàu Viễn Dương đã xây dựng xong và chính thức đi vào hoạt động trong mùa hè năm nay. Các tour du lịch hấp dẫn như Hải Tiến đi đảo Nẹ, Hải Tiến đi cảng cá Hòa Lộc, Hải Tiến đi rừng ngập mặn Hoàng Châu, Hải Tiến đi Sầm Sơn mang đến cho du khách nhiều cảm giác mới lạ và trải nghiệm thú vị. Hiện nay, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đã có hơn 30 nhà đầu tư, trong đó phải kể tới 6 nhà đầu tư tiêu biểu, đó là công ty du lịch Ánh Phương Hải Tiến, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Vân, công ty Thiên Đường Sứ Thanh, công ty du lịch thương mại Euro, công ty du lịch Sứ Đoài 126 và công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Linh. Nhờ có các nhà đầu tư mà khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến ngày càng khang trang hơn, sạch sẽ hơn để thu hút được nhiều du khách. Bảng giá, dịch vụ, thực phẩm được niêm yết cho du khách có những lựa chọn tốt nhất, tránh được tình trạng chặt chém. Các số đường dây nóng cũng được treo tại các nhà hàng, góp phần yên tâm hơn cho du khách. Năm nay, ban quản lý khu du lịch cũng cam kết sẽ quản lý triệt để, dứt điểm việc bán hàng rong gây mất mỹ quan văn hóa du lịch. Đến với Hải Tiến vào buổi sáng, các bạn có thể đi dọc đường bờ biển về phía nam. Đến đây, các bạn sẽ gặp được các ngư dân đánh cá trở về sau một đêm làm việc vất vả. Thành quả mang về là những con tôm, con cá, con cua tươi ngon. Các bạn có thể đến đây trò chuyện với các ngư dân và chọn mua cho mình những món hải sản yêu thích từ biển khơi. Đến đây, các bạn cũng sẽ cảm nhận được sự thân thiết gần gũi của ngư dân và các bạn cũng sẽ một phần nào hiểu được cái nghề của họ. Mùa hè năm 2019 này, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến sẽ khai trương vào ngày 28 tháng 4. Chào đón một mùa hè mới, chào đón một mùa du lịch mới. Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến trân trọng kính chào quý khách. Chúc quý khách có một kỳ nghỉ vui vẻ và một mùa hè thật thú vị.